Hôm nay thầy Linh sẽ chia sẻ cho mọi người một cái lưỡi điển hình của ung thư xương hàm và đã có di căn trong giai đoạn cuối. Thì cái lưỡi này là do một học sinh của mình gửi cho và nhờ tư vấn. Và hiện tại là bệnh nhân là đã dùng xạ trị nhưng mà không chịu chịu đựng được và ăn uống thì khó ăn và đã ăn uống qua sông. Và nhìn vào cái đặc điểm đầu tiên là chúng ta nhìn vào bên trái là góc hàm ấy. Mọi người chú ý là đã có biến dạng của góc hàm rồi đúng không? Thứ hai tiếp là chúng ta nhìn thấy là mồm của bệnh nhân cũng đã biến dạng, mồm bệnh nhân biến dạng. Cái thứ ba chúng ta nhìn vào lưỡi thì chúng ta nhìn thấy là cũng là lưỡi điển hình của cái chứng là rêu không còn. Thì cái rêu không còn này đã thể hiện cái vị khí của bệnh nhân đã tương đối là suy rồi và các lớp hằn ở giữa chính đường giữa lưỡi. Đường giữa lưỡi mọi người chú ý nhé. Tiếp theo là lớp hằn ở cạnh cạnh bên hai bên can đởm nó cũng như bị hỏng hết rồi. Bệnh nhân này thì không thể ngủ được, đau đớn cả ngày lẫn đêm. Mọi người biết là ung thư xương nó khủng khiếp thế nào. Thì đây là một ca rất là điển hình của ung thư. Mọi người chú ý là hầu như những cái trường hợp mà ung thư ấy, trong giai đoạn cuối là mất hết rêu. Mọi người chú ý mất hết rêu và rất là chất lưỡi rất là hồng, hồng hơi ám tím. Hơi ám tím mọi người chú ý. Đấy, thì đây là cái lưỡi rất là điển hình mình chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng tham khảo. Mình xin hết.